Hi, xin chào cả nhà đã đến với kênh review phim của Tofu. Hôm nay các bạn hãy cùng Tofu xem bộ phim The Bedroom Window. Terry là kiến trúc sư xây dựng rất giỏi. Trong công việc, anh là trợ thủ đắc lực của ông chủ Colin. Còn trong cuộc sống, anh cũng thay Colin trong chuyện chăn gối, duy trì mối quan hệ tình nhân với Sylvia, vợ của Colin. Đêm đó, hai người quấn quýt trong căn hộ của Terry đến hơn 2 giờ sáng. Terry vừa đứng dậy đi tắm rửa, thì Sylvia đã nghe thấy tiếng hét của một cô gái từ bên ngoài vọng vào. Cô chạy đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, thì thấy một người đàn ông thô bạo lôi kéo một cô gái. Sylvia hoảng hốt gọi Terry đến và cố gắng mở cửa sổ. Người đàn ông nghe thấy tiếng hét thì ngẩng đầu, nhìn Sylvia mấy giây sau đó hoảng hốt bỏ chạy. Nhờ vậy mà cô gái tên Dennis đã may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Sylvia kể lại cho Terry nghe sự việc vừa rồi. Cô nói đã nhìn thấy rất rõ hình dáng của người đàn ông. Đó là một người hơn 20 tuổi và có nước da trắng bệch. Tóc anh ta ánh đỏ và chảy ngược ra sau. Sylvia cảm thấy hơi sợ hãi nên không muốn ở lại, nên Terry đã tiễn cô đến dưới lầu. Nhìn cô lái xe đi khỏi thì mới yên tâm. Ngày hôm sau báo chí đưa tin nên Terry biết được tối qua có một cô gái khác đã bị sát hại. Địa điểm xảy ra vụ án cách căn hộ của anh vài con phố, thời gian cũng cách khoảng nửa tiếng sau khi người đàn ông chạy thoát. Terry và Sylvia suy đoán hung thủ có lẽ là người mà cô nhìn thấy. Do lần đầu tiên gây án không thành công nên đã chạy đến con đường khác để gây án. Sylvia trở thành nhân chứng duy nhất. Cô nghĩ mình nên nói ra tất cả những gì nhìn thấy cho cảnh sát, nhưng lại sợ để lộ chuyện riêng tư của cô và Terry. Terry quyết định để anh báo án. Anh sẽ nói mình là nhân chứng của vụ án đó. Như vậy vừa có thể cung cấp manh mối cho cảnh sát, vừa bảo vệ được Sylvia. Nhưng Terry không ngờ rằng quyết định này sẽ mang đến phiền phức lớn cho anh. Sau đó có hai cảnh sát tìm đến để lấy lời khai của Terry. Terry đã nói với cảnh sát quá trình xảy ra sự việc. Anh cũng mô tả hình dáng trang phục của nghi phạm đúng như những gì Sylvia kể. Cảnh sát thắc mắc tại sao anh không trình báo ngay. Terry liền giải thích vì anh không nghĩ mọi việc sẽ nghiêm trọng như vậy. Chỉ đến khi nhìn thấy tin tức một cô gái khác bị giết, anh hiểu được mức độ nghiêm trọng nên mới trình báo. Cảnh sát cảm ơn Terry đã cung cấp cho họ manh mối của hung thủ. Từ trong lời nói của cảnh sát, Terry cũng biết được quá trình mà cô gái bị hại. Lúc vụ án xảy ra, sau khi cô gái ở dưới lầu hôn tạm biệt bạn trai, chuẩn bị lên lầu trở về nhà thì phát hiện ổ khóa của cánh cửa đã bị hỏng. Cô mở cửa không được nên đi đường vòng đến cửa bên. Từ đó gặp phải tên sát nhân, cô bị cưỡng hiếp và đánh đập đến chết. Sylvia biết được thủ đoạn tàn ác của hung thủ, càng cảm thấy việc Terry làm là chính xác. Một hôm, cảnh sát thông báo muốn gặp Terry để nhờ anh xác nhận nghi phạm. Bởi vì vụ án xảy ra quá đột ngột, hung thủ lại tấn công từ phía sau, cho nên người bị hại Dennis không thể nhìn thấy gương mặt của tên hung thủ. Đây là vấn đề lớn nên Terry không dám xuất hiện qua loa. Lúc Terry rời khỏi cục cảnh sát, anh nhìn thấy một người đàn ông tên Henderson vừa mới trong sở cảnh sát lái xe rời đi. Chẳng hiểu tại sao anh lại nghi ngờ nên đã lái xe đi theo đến nơi ở của Henderson. Sau đó, Terry còn ở bên ngoài canh giữ một đêm. Khi trời sáng, anh tiếp tục bám đuôi, nhìn thấy Henderson làm việc trong một xưởng sửa thuyền. Terry đã đón Sylvia đến để cô nhận mặt, nhưng Sylvia cũng không thể khẳng định người cô gặp có phải là hung thủ hay không. Cô cũng khuyên Terry đừng quan tâm đến chuyện này nữa, nhưng Terry vẫn không muốn bỏ cuộc. Đêm khuya, anh theo Henderson đến một quán bar, sau đó thì trốn ở chỗ tối quan sát. Anh nhận thấy tầm nhìn của người này luôn hướng về các cô gái, có vẻ như anh ta đang tìm kiếm đối tượng phù hợp. Lúc này có một cô gái ở giữa quán bar vui vẻ nhảy múa, thu hút ánh nhìn của mọi người. Henderson nhìn cô một lúc lâu rồi tiến lại vị trí của cô. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ không cẩn thận làm đổ rượu lên người của Terry. Terry ngẩng đầu lên lại thì anh đã không nhìn thấy anh ta nữa. Anh nhanh chóng ra khỏi quán rượu, nhưng xe của Henderson cũng không còn ở đó. Terry tiếp tục canh bên ngoài nơi ở và đợi đến khi anh ta trở về, không phát hiện điều gì khác thường nên anh đã rời khỏi. Trên đường trở về nhà, Terry nhìn thấy cảnh sát đang xử lý một vụ án mạng mới xảy ra. Trong lòng anh đột nhiên có cảm giác bất an. Nhìn chiếc vòng tay cùng với màu tóc của người chết, anh nhận ra đây chính là cô gái vừa nhảy múa trong quán bar. Terry khẳng định người mà anh đang theo dõi chính là hung thủ. Vì vậy anh đã đến cục cảnh sát, nhưng anh lại không nói ra chuyện mình đã theo dõi. Anh khẳng định người đàn ông tấn công Dennis đêm đó chính là Henderson. Ngay lập tức cảnh sát xin lệnh cục soát, nhưng đáng tiếc họ không tìm thấy chứng cứ anh ta từng tiếp xúc với nạn nhân. Cảnh sát đành đổi án giết người thành án tấn công để khởi tố Henderson. Terry phải lấy thân phận nhân chứng để ra tòa làm chứng. Không còn cách thoát ra khỏi chuyện này, anh đã tìm Sylvia để trao đổi trước khi ra tòa làm chứng. Sylvia lo sợ sự việc bại lộ sẽ liên quan đến mình, cô sẽ mất đi cuộc sống sung túc hiện giờ, nên đã trách Terry khi tham gia vào việc này. Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý giúp đỡ Terry và hứa sẽ đến tòa để cổ vũ cho anh. Trên tòa án, điều tra viên tin rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng luật sư biện hộ cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Sau khi Terry miêu tả chi tiết quá trình tấn công Dennis, luật sư đã yêu cầu làm một thực nghiệm nhỏ tại chỗ. Đầu tiên, ông ta yêu cầu Terry tháo kính sát trồng ra. Việc này đã khiến viên cảnh sát rất bất ngờ. Mặc dù trên giấy đăng ký lái xe có viết rõ tình trạng cận thị của Terry, nhưng nhân viên cảnh sát lại qua loa không lưu ý đến vấn đề này. Ngay cả Sylvia cũng không biết chuyện Terry mang kính sát trồng. Căn cứ theo số liệu đo đạc đã thể hiện, khoảng cách từ cửa sổ phòng ngủ của Terry đến chỗ tấn công là 22 mét. Sau đó, luật sư đứng ở nơi cách Terry không đến 20
10m yêu cầu tắt đèn và dàn dừng lại. Hoàn cảnh ánh sáng lúc vụ án xảy ra lần nữa. Sau đó bảo Terry nói ra thứ ông đang cầm trong tay là gì. Terry bị cận rất nặng, không có kính sắt trong thì anh chẳng khác gì người mù. Sylvia nôn nóng ra hiệu. Đáng tiếc là Terry nhìn không rõ dấu tay và khẩu hình miệng của cô. Lúc này nghi phạm Henderson theo tầm nhìn của Terry đã chú ý đến Sylvia đang ngồi một bên dự thính và nhận ra Sylvia là người chứng kiến sự việc đêm đó. Sau đó luật sư cho người mở tất cả đèn lên, nhưng Terry vẫn không thể xác nhận được. Như vậy có thể thấy Terry không đáng tin, bởi vì theo lời nói của Terry thì anh ngủ đến nửa đêm và bị tiếng hét làm thức giấc nên lập tức rời khỏi giường đến bên cửa sổ. Cho nên trong thời gian đó Terry không mang kính sắt trồng. Với khả năng nhìn mà anh vừa thể hiện, làm sao Terry có thể nhìn thấy hung thủ? Cuối cùng tòa án bác bỏ tố cáo tấn công của Henderson. Sau phiên tòa, Dennis đã tìm đến Terry. Cô đã chú ý đến hành động của Sylvia và đoán được nhân chứng không phải là Terry. Nhìn thấy Terry bảo vệ Sylvia như vậy, cô đã có cảm tình với người đàn ông có tính cách này. Dennis cũng đoán được Sylvia chắc chắn là người phụ nữ đã có chồng. Dennis nhắc nhở Terry nếu cứ để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật thì có thể sẽ còn nhiều cô gái vô tội trở thành nạn nhân. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đã triển khai điều tra về Terry. Họ hoài nghi, ngay từ ban đầu Terry đã không nói sự thật. Có lẽ anh muốn dời hướng điều tra của cảnh sát, từ đó thoát khỏi thân phận nghi can. Lúc này Terry đã có chút hoảng sợ, nên anh khuyên Sylvia đứng ra để xác nhận hung thủ, nhưng cô không đồng ý, cô không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ngày hôm sau, cảnh sát đã dẫn Terry đến cục cảnh sát để thẩm vấn. Qua điều tra, trong quán bar không có ai từng nhìn thấy Henderson, nhưng nhân viên phục vụ có thể chứng minh. Tối đó, Terry đã ở quán bar và còn bị đổ rượu lên người. Nhưng điều này chỉ là hoài nghi của cảnh sát và cũng không có chứng cứ chính xác. Nhưng Terry cũng không có cách nào để giải thích nên mọi việc đã vượt quá mong muốn của anh. Khoảng thời gian đó, anh thật sự nôn nóng nên không quan tâm Colin có nhà không. Anh gọi điện thoại đến, hy vọng Sylvia đứng ra giúp anh làm sáng tỏ sự thật. Sylvia không muốn gây rắc rối cho mình nên đã cúp máy. Terry không còn cách nào nên đã đến nhà để gặp cô. Biết Colin đã đưa Sylvia đến nhà hát nên anh cũng lập tức đến đó để gặp Sylvia. Sylvia cảm thấy kinh ngạc khi gặp anh. Cô nói chuyện ngoại tình đã nói cho Colin biết và đó chỉ là tình một đêm nên chồng cô đã tha thứ. Sự việc xảy ra cả cô và Colin đều không muốn bị ảnh hưởng nên Sylvia yêu cầu anh không làm phiền đến mình nữa. Terry bất lực ra khỏi nhà hát thì nhìn thấy xe của Henderson. Anh lo lắng Sylvia sẽ gặp nguy hiểm nên nhanh chóng chạy trở lại nhà hát nhưng đã muộn. Sylvia đã bị Henderson đâm bị thương. Lúc này Colin nhìn thấy người vợ đầy máu ngã vào người của Terry. Cả nhà hát đột nhiên trở nên huyên náo. Henderson đã cố ý đổ tội cho anh. Sau khi hoàn thành xong thì ung dung ra khỏi nhà hát. Cũng may Terry đã nhanh chân nên mới không bị bắt. Hiện tại anh chỉ có thể nhờ Dennis giúp đỡ. Dennis tin Terry không phải là người đã tấn công cô vì lần đầu tiên họ gặp mặt ở cục cảnh sát. Dáng vẻ của Terry đã thể hiện rõ là chưa từng gặp cô. Hai người bắt đầu phân tích quy luật mà Henderson lựa chọn mục tiêu. Người bị hại đều là những cô gái xinh đẹp từng đứng dưới đèn sân khấu và nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Chắc chắn Henderson sẽ phạm tội lần nữa. Nhưng thời gian của Terry không có nhiều. Dennis quyết định làm con mồi để dụ hung thủ xuất hiện. Terry không đồng ý vì quá nguy hiểm, nhưng Dennis đã quyết định như vậy. Anh không thể ngăn cản được. Anh lập ra kế hoạch để có thể bảo vệ Dennis an toàn, để tránh việc Henderson có thể nhận ra mình. Dennis đã hóa trang thật cẩn thận. Sau đó theo Henderson đi vào quán bar. Cô cố tạo ra những động tác kêu gọi để thu hút ánh nhìn của những người đàn ông. Dennis cuối cùng cũng thành công, kích thích ham muốn của tên sát nhân. Terry không yên tâm nên đã đứng bên ngoài cửa quán bar nhìn vào. Anh thấy Henderson đang lén lút nhìn thẻ căn cước trong ví tiền của Dennis. Đột nhiên Terry nhớ đến cô gái ở quán bar đã bị hại. Henderson cũng có hành vi tương tự. Làm như vậy thì sẽ có được địa chỉ của người bị hại. Lợi dụng lúc Henderson vào nhà vệ sinh, anh đã đi vào quán bar thông báo cho Dennis kế hoạch có thay đổi. Anh đoán hung thủ sẽ rời quán bar trước Dennis, sau đó sẽ phá khóa nhà Dennis và chờ cơ hội ra tay. Đúng như anh dự đoán, Henderson ra khỏi nhà vệ sinh đã lái xe rời đi. Dennis cũng lập tức lái xe trở về nhà. Theo kế hoạch thì lúc này Terry phải gọi điện thông báo cho cảnh sát chạy đến nhà Dennis, nhưng không may chỉ có một buồng điện thoại nhưng đã có người đang sử dụng nên anh đã thương lượng với người trong buồng điện thoại. Kết quả không được như anh mong muốn, lại xảy ra xung đột đánh nhau. Lúc này có cảnh sát tuần tra đi ngang qua. Terry nói anh có chuyện quan trọng cần tìm cảnh sát. Họ không nghe anh giải thích. Trong tình huống khẩn cấp, Terry đã cướp xe cảnh sát và chạy về chỗ của Dennis. Trên đường đi, anh dùng máy điện đài nói rõ tình huống với nhân viên cảnh sát ở trung tâm và yêu cầu nhanh chóng thông báo với cảnh sát. Ở trong bãi đổ xe dưới hầm, Dennis đã nhìn thấy xe của Henderson. Cô cầm lấy bình xịt hơi cay nhẹ nhàng bước lên lầu. Vì thang máy đã bị phá hư nên đành phải đi thang bộ. Nhưng không ngờ, Henderson đột nhiên xuất hiện từ sau lưng. Dennis cố gắng chống trả và hét lên kêu cứu. Henderson không hề hấn gì khi bị xịt hơi cay. Cũng may Terry đã kịp thời đến cứu Dennis. Henderson biết đã bị bại lộ nên lái xe chạy trốn. Terry liều mình leo lên xe để ngăn cản. Henderson vừa lái xe ra khỏi hầm thì đã gặp cảnh sát. Cuối cùng hung thủ thật sự đã xa lưới. Terry rửa sạch được tội danh và còn may mắn tìm được tình yêu chân chính. Colin tội nghiệp không hiểu vì sao lại bị mất vợ. Bộ phim đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye!